chó con của Hana và Nano. Lần này thì đã có sản phẩm Hana. Đó. Hana là một con cái có cái chất lông rất là tốt, khung gọng cực kỳ khỏe, màu rực, rực màu con mẹ rất là rực, khung gọng khỏe, tính cách rất tốt. Đây là chó con. Chó con thì hai con này đợt này để ghép là đẻ được 5 con. Đây. 5 con thì hai con cái và ba con đực. Đẻ đúng ngày mùng 1 tháng 6. Coi như là hôm nay là sang được một tròn một ngày. Đàn chó con này thì là có chất lông ngắn. Chất lông của nó là ngắn. Chó mẹ thì rất là quan tâm đến con, khéo, rất khéo luôn. Nhặt con chó con cho mọi người xem. Làm ra cho con ti hợp lý. Rửa ti, con này no rồi ngủ được. Con ti nhanh cho nó ti hết. Dậy đi. Dậy ti đi. Thì nhanh cho nó tí hết giờ. Chó con này nó có một cái đặc trưng đẻ ra là nó sẽ không có con nào nó có móng thừa cả. Đấy là cái đặc trưng, cái gen giống của nó là cái gen giống nó chọn lọc rất là kỹ. Gen của Hana và gen của Nano là cặp bố mẹ này đều là những cái nguồn gen tốt. Chó con nó đẻ ra là nó không có móng thừa, không hề có móng thừa, và cái sức khỏe của con chó con nó rất là khỏe. Đó. Như vậy là đợt này là cái đàn con Nano và con Siro, Nano với Siro là hai con cùng đàn, một con đực một con cái, thì Siro cũng đang có chó con, đang nuôi chó con, mà Nano cũng có cái đàn chó con hậu duệ đầu tiên là đàn này. Đến giờ ăn của chúng nó. Ăn xong có những con là nó nghịch, nó nô, nó nghịch xoong, nghịch bát ăn. Tí nữa, Hana chờ tí rồi Hana, để cho chúng nó ăn trước đây, mình ăn sau, mình ăn nhiều. Ở đàn này thì có hai con đực và ba con cái. Đây con đực này. Đực tiếp này. Cái này. Đực này. Cái này, tất cả màu mảng của chúng nó là đều là màu sẫm. Có con là nó có cái chấm trắng nhỏ ở ngực này, cái này là chuyện vặt thôi, lớn lên nó sẽ bay. Nó cũng giống như con mẹ đấy, con mẹ là ngày bé nó cũng có cái chấm trắng ở ngực, nhưng mà bây giờ thì nhìn sẽ không thấy chấm trắng nữa. Đây để quay cái ngực con mẹ cho mọi người xem nghiêm hẳn đấy. Đây này, như Hana này là cái ngực này. Đây về sau là phải để ý thì mới nhìn thấy. Đây là nó có chấm trắng ấy chứ. Đấy, nó chính là cái chấm trắng như thế này. Nhổ vài sợi đi thì rồi thay lông thì nó cũng sẽ hết. Nếu mà chúng ta chịu nhổ đi thì nó càng ngày nó càng ít. Nhưng mà dù là chúng ta không nhổ thì cái chấm trắng về sau nó rất là nhỏ thôi. Đấy này, như thế này. Nhìn là nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy được. Thì ở cái đàn này là mấy con chó con là có mấy con nó theo cái mảng lông như là con mẹ. Đây là có con này là con đực này, chấm này nó sẽ bay nhá, thành một mảng to thì nó không bay được, nhưng mà chấm như này nó sẽ bay. Con này thì coi như không có này, no rồi đấy, tí no rồi. Con này cũng có một tí này, con cái cũng có một tí. Con này con đực. Con đực này cũng có một tí. Có tí tẹo. Con này không có. Chuyện nhỏ. Đây, nhìn cái cuống rốn của nó này. Nó mới rụng rốn xong là cuống rốn nó vẫn còn đang còn ướt này. Chó con đàn này thì nhìn cái con chó con này là nó sẽ là cái con chó con thuộc vào cái bộ khung cao dài. Giống con mẹ và cũng giống con bố luôn.
con bố thì người nó rất là dày, con bố thì nó cũng cao dài nhưng mà người nó rất là dày, con mẹ thì nó cao dài theo đúng cái kiểu gọi là dòng dõi của nhà con Hero, con Bruno, nhưng con mẹ này thì cái bộ khung của nó rất là khỏe. Đây, mọi người nhìn cái chất lông của con mẹ cái chất lông nó rất là tốt. Đấy, nhìn nó bóng không? Nhìn cái chất lông nhìn nó bóng. Nó chất lông của nó là chất lông ngắn, rất tốt luôn. Màu mảng tốt, chất lông tốt, khung gọng khỏe, tính cách tốt. Mỗi con thì nó đều còn có những cái điểm yếu của nó, nhưng mà chúng ta để ý cả cái điểm yếu, cả cái điểm mạnh của nó. Và là cái người nhân giống thì mình sẽ lựa chọn những cái con mà cái điểm mạnh nó bù đắp cho con đực, điểm mạnh bù đắp cho cái điểm yếu của con cái, để ra cái đàn chó con mà nó được điểm mạnh vào hai bên thì nó là tốt nhất. Bú no, bụng này, căng này. Lông nó mới đẻ ra là nó, chó con nó mới đẻ ra lông nó đã có một cái độ bóng. Chó con thì đàn này là, ôi giời, có con muỗi. Chó con thì đàn này là nhìn đẻ ra như thế này là nó là cái sẽ là cái chất lông ngắn, giống con mẹ. Cả bố và mẹ của chúng nó đều là cái chất lông rất là tốt. Cả con Nano và con Hana chất lông đều rất là tốt. Nó là muốn nằm ra mỗi con một chỗ. Muốn ra nằm ra chỗ mẹ gì? Đây, mẹ liếm cho con đi. Mẹ thì khéo lắm. Đây là vào quay thì sờ vào chúng nó đây, chứ còn không sờ vào chúng nó thì nó vẫn chăm con nó tốt luôn. Hai thằng no cho ra đấy. Ba con này thì vẫn chưa no. Tì nó có tì bé, tì to, tì nhiều sữa, tì ít sữa. Con nào mà bú vào cái tì ít sữa thì nó lâu no hơn, bú lâu hơn. Một mẹ nuôi 5 con này thì thoải mái luôn. Mấy cái tì này nó rất là nhiều sữa. Ra cái này đi, tì nó bớt căng, cơm nó lại căng sữa. Hana thì lần này là hơn lần trước nhỉ. Lần trước thì bụng áng chừng 5-6 con, nhưng mà con đẻ ra là to quá, bụ quá. Lần trước là được có 3 con, lần này là được 5 con. Rốt này nó cứ đẻ khoảng tầm từ 6 đến 8 con, là con mẹ là chăm là tốt nhất, cho con nó đều con. Con mẹ chăm không quá vất vả, không quá căng thẳng, từ 6 đến 8 con vừa. Thằng kia nó bò đâu? Kìa, thằng kia nó bò đâu kìa, Hana kìa. Cho nó vào đây nó này. Ok.